Đối với những người dân du khách này, rất nhiều trong số những loại nhà cụ được trưng bày tại đây gần như lần đầu họ được nhìn thấy. Điều đó cũng có nghĩa rằng họ thậm chí chưa hoặc không thể hiểu đầy đủ về ý nghĩa, giá trị văn hóa của chúng. Đơn thuần chỉ là những nhà cụ lạ lẫm. Đây là cái kèn bè, bây giờ thì chỉ còn một số rất ít nghệ nhân có thể chế tác được hiện đại ở người Thái. Để mà chế tác kèn bè này ở khu vực miền núi phía Bắc thì chỉ có cụ Lò Văn Xưa là người chế tác được cái này. Mà bây giờ cụ cũng phải khoảng 70 tuổi rồi, không còn ai chế tác nhà cụ nữa, thì các nghệ nhân muốn trao truyền không có dụng cụ hay không có nhà cụ để trình diễn. Cái đoàn nghệ thuật này, rượu băm này nó lâu đời quá. Và cái trống chiêng này hồi trước là đâu có biết. Ông già vợ đó hồi trước đó thì ông làm được. Rồi sau này mới gặp bà 2010 này nè. Không thấy ai làm được. Thì tự làm luôn. Bị nhìn ba cái trống cũ đó. Mình làm lại. Làm theo mới là được như vậy. Không thôi không có đâu. Cũng mai một hết. Việt Nam có 54 dân tộc anh em và mỗi dân tộc đều mang một nét văn hóa đặc trưng. Tương tự như vậy, mỗi loại nhạc cụ sẽ chứa đựng một giá trị riêng phản ánh nét văn hóa đời sống của từng dân tộc đã được hình thành qua nhiều thế hệ. Đó chính là hồn cốt rất đáng trân quý của mỗi dân tộc. Để mà bảo tồn duy nhất là mình chỉ có cách là phải trao truyền cho các thế hệ kế tiếp để luôn luôn nó được tiếp nối. Còn có cái bảo tồn thứ hai nữa là Viện Âm nhạc lâu nay cũng đã làm, tức là bảo tồn lưu bằng cách lưu trữ lại những cái coi như là hình ảnh, những cái âm thanh của các nghệ nhân mà trình diễn cái đó. Thì Viện Âm nhạc cũng thực hiện việc đấy. Nhưng mà để thực hiện cái việc đấy để mà bảo tồn thì nó chỉ mang lại đôi lúc ý nghĩa là về bảo lưu thôi. Còn từ cái băng đĩa để mà lại trao truyền lại thì nó chỉ là phương tiện hỗ trợ. Chứ nó không có tác dụng, thực sự là nó không đạt được những cái hiệu quả giống như bằng cái việc truyền dạy trực tiếp. Có lẽ không ai hiểu sự cấp thiết trong bảo tồn những loại nhạc cụ, đạo cụ phục vụ biểu diễn văn nghệ dân gian hơn chính những nghệ nhân và những nhà nghiên cứu này. Trước sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa giải trí, chúng ta vẫn đang rất nỗ lực để vừa phát triển vừa bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của âm nhạc dân ca dân vũ. Thế nhưng đâu đó vẫn còn sự quan tâm chưa đúng mức đến việc bảo tồn các loại hình nhạc cụ, đạo cụ, phục vụ biểu diễn văn nghệ dân gian.